Em hãy cho cô biết phản ứng hóa học nào xảy ra nếu có một chút martini hòa cùng một chút Armani. An có 3 quả táo trên bàn, kẻ trộm vào lấy một quả, An còn lại một quả trên bàn. Hỏi ai là kẻ trộm? Ai là kẻ trộm? Dạ kẻ trộm thì em không biết kẻ nào. Nhưng mà hình như cô kẻ mắt chưa đều. Ôi, tới giờ giải lao rồi. Trời ơi, học bình thường nó không vô rồi. Học online là bị lú luôn. Thiệt luôn á. Thôi, xả hơi đi. Xả rồi hết mấy cây mà công thức hóa học rồi tìm y, tìm ý, rồi tìm anh, tìm em. Xả. Em nói nghe nè. Sau này á, mày muốn lớn lên mày muốn trở thành gì? Vậy thì hỏi ước mơ của con vậy má. Tao ước mơ trở thành cô dâu. Không, ý tao là mày muốn làm gì? Tao muốn làm đám cưới. Bớt coi TikTok lại nha. Mà nói thiệt đi, cái nghề nghiệp mày muốn làm là cái gì? Tao muốn làm thợ chụp hình. Mà bây giờ tao chụp hình hơi bị đỉnh nha. Ghê vậy? Mà mày chụp gì vậy? Chụp màn hình. Xàm rất quen. Như vậy má, thì thấy chuyện bất bình, tao chụp màn hình tao gửi mày coi đó. Còn mày, ước mơ của mày lớn lên làm gì? Tao muốn làm dancer, tao nhảy. Mày biết nhảy luôn hả? Mày nhảy hip hop hả? Không, tao nhảy trên đống lửa. Thì đó, ngày nào cũng đóng deadline, đóng bài tập. Mà tao đợi tới ngày, gần ngày nộp bài tao mới làm không à. Như nhảy trên đống lửa vậy. Tao thấy mày xàm hơn tao rồi đó. Nói giỡn với mày thôi. Chứ ước mơ của tao á là lớn lên được làm cô giáo. Ôi dễ thương. Dạ hả? Ê đứa nghe nè. Hay là bây giờ hai đứa mình chơi trò cô giáo với học sinh đi. Tao làm cô giáo. Tao làm học sinh. Ok. Ê bây giờ tôi là giáo viên, em là học sinh. Bây giờ giáo viên bước vô lớp chào cả lớp nè. Hello, welcome back to my YouTube channel. Ủa lộn. Không giấu gì mấy em, sáng nay đi dạy tôi buồn ngủ dữ lắm đó, nhưng mà phải ráng đi. Tại vì tối qua tôi coi tarot đó, vũ trụ nói tôi là tôi phải nên đi. Rồi bây giờ cô kiểm tra bài cũ. Hôm nay cô sẽ gọi em này. Lên trả bài cho cô. Câu hỏi đầu tiên, em hãy cho cô biết làm sao để khi anh qua thung lũng mà không bị bóng đêm ghì bàn chân. Câu số 2. Ôi lờ đờ quá à. Em lấy cho cô lon nước coi. Cảm ơn. Uống vô tự nhiên thấy hứng khởi liền luôn á. Tự nhiên muốn kiểm tra bài cả lớp luôn á. Right. Lên tinh thần hỏi câu số 2 nè. Em hãy cho cô biết phản ứng hóa học nào xảy ra nếu có một chút martini hòa cùng một chút Armani. Câu hỏi tiếp theo, em hãy cho cô biết sữa nào là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì sữa bánh xe. Không thì sữa đồ điện máy. Ai dạy vậy? Cô dạy hồi nào? Đang dạy nè. Thì đúng là đang dạy rồi. Nhưng mà cái vụ sữa bánh xe này là cô dạy hồi nào, không có dạy nha. Thì đúng rồi. Ví dụ như nha, giống như bánh xe tập đi của em bé. Đi hư thì mình sửa. Còn không thôi á, mà cái nồi điện của em bé hư, mình sửa. Tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trời ơi, không lẽ nói nó đúng trời. Cô xin lỗi em. Nhưng mà bây giờ mình còn cái sữa nào khác không? Cô đang rất trông chờ một cái đáp án khác từ em. Có. Sữa gì? Trà sữa trân châu. Cô nghĩ em nên sửa cái nết của mình đi. Xàm xí đi quen. Được rồi. Vô học đi. Bây giờ mình học môn toán nha. Đề bài: An có 3 quả táo trên bàn, kẻ trộm vào lấy một quả, An còn lại một quả trên bàn. Hỏi ai là kẻ trộm? Ai là kẻ trộm? Dạ kẻ trộm thì em không biết kẻ nào. Nhưng mà hình như cô kẻ mắt chưa đều. Vậy hả?
Cô thấy em hơi quá rồi đó. Cô, nghe đồn cô giỏi lắm phải không? Tiếng gì cô cũng biết phải không? Nói về sinh ngữ nha là cô một bụng. Ủa? Bây giờ em hỏi cô ấy, tiếng gì cô cũng biết hết. Tiếng ta, tiếng Tây, tiếng Tàu cô biết hết trơn. Hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi. Vậy cô thử nói tiếng Anh đi. Trời ơi, cái gì dễ gì cứng. Cái gì mà nó phổ quá có gì hả? Nghe nè. Hello. Goodbye. Sit down. Trời ơi, giỏi quá thiệt. À, hay, à, cô thử tiếng Hàn đi cô. Trời ơi, tiếng Hàn là quá thông dụng luôn em hiểu không? Quá thông dụng luôn, nghe cô nè. Kimchi. Nữa nè. Tteokbokki. Trời ơi. Mitchosso. Chocolate. Ôi là trời. Cô giỏi ghê luôn á. Ê cô tới tiếng Ý đi, tiếng Ý. Trời ơi, con bé này biết cách hỏi ghê. Tiếng Ý khó lắm á. Tiếng Ý là nói là mình phải cong cái lưỡi mình lên, hiểu không? Nghe cho rõ nè, nghe cô nói cho rõ nè. Phát âm rõ nha. Pizza. Ôi là trời. Ôi, cô, tiếng Iraq. Thôi mệt quá. Thôi rồi, khỏi tới à. Cái miệng mày kìa, có kéo dài non được không? Trời đất ơi, muốn biết gì lên Google tự dịch đi. Tao có người phải cái máy đâu. Trời, bây giờ chúng ta hãy cùng qua tiếp văn nha. Đọc theo cô nào. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa. U là trời. Trong giờ tôi dạy học mà dám sử dụng điện thoại hả? Có tôn trọng tôi không hả? Hả? Em thấy tôi không? Tôi không bao giờ sử dụng điện thoại trong cái tiết mà tôi dạy. Thấy chưa? Chờ cô xíu, chờ cô xíu. Lisa, Lisa Lít Binh đang live stream. Chờ cô coi xong mấy cái cô quay lại cô dạy em tiếp nha. Nani? Omae wa mou shinde iru. Thôi đi, dừng đi. Dẹp luôn giấc mơ làm cô giáo đi. Mày làm không có được đâu. Mắc cười mày quá. Mày thử làm cô giáo mà có cái người học trò như mày coi. Tới công chuyện liền luôn á. Ê mà công nhận, nhờ vậy mà nãy giờ tôi tỉnh người luôn. Mày làm sao hay vậy chỉ tao coi. Chế hẹt à. Cứ mỗi lần giải lao á mà mày cảm thấy lừ đừ á, uống Coca Cola liền cho tao. Uống cho một cái là bừng hứng khởi lại liền. Nhớ nha. Coca Cola nghỉ xả hơi bừng hứng khởi. Ê hãy dẹp. Tới giờ vô tiếng ba. Đi lớn. Hey, feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told her.